Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ Revolvish Game. Tất cả mọi người sẽ nhận được token RPG nhé. Dự án này một dự án hình random mọi người nhé. Để tham gia dự án Eros này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io cho mình nhé. Ok, sau khi vào đây thì mọi người sẽ đăng nhập các tài khoản mạng xã hội ở dưới này cho mình. Ở đây, hoặc là mọi người có thể sửa đổi vào đây, bấm Edit để sửa đổi nhé. Bấm Save vào này. Rồi, sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình. Ở đây mọi người join vào kênh Discord đầu tiên. Ở đây bấm chấp nhận là mời cho mình. Rồi sau đấy mọi người sẽ bấm vào đây. Ok, tiếp theo bấm vào mũi tên. Rồi mọi người kéo xuống đây, mọi người sẽ tích vào ô vuông. Sau đây bấm chữ hoàn thành cho mình nhé. Ok, bấm đi thôi nào. Rồi mới quay trở lại Eros. Ở đây bấm continue đi, bấm continue cho mình nhé. Bấm continue cho mình. Ok, sau khi mọi người ra vào kênh Discord, mọi người bấm continue thì nó sẽ bảo mọi người nhập tên này, địa chỉ email của mọi người và nhập địa chỉ ví BSC của mọi người nhé. Ở đây mọi copy địa chỉ ví BSC ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người. Sau đấy mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây cho mình. Mọi sẽ nhập địa chỉ ví vào đây. Rồi bây giờ bấm share vào này. Ok. Bây giờ mọi người tiếp tục join vào kênh group và kênh channel Telegram, kênh group Telegram này. Ok, mình đã join rồi, chưa join đã. Thôi được rồi. Follow kênh Twitter này. Bấm follow kênh Twitter cho mình. Ở đây bấm theo dõi này. Rồi sau đấy mình quay trở lại. Bấm vào con tin. Ok. Continue. Ok, tiếp theo mọi người retweet lại bài đăng này cho mình. Sau khi follow kênh Twitter thì mọi người retweet lại bài đăng. Ở đây bấm OK, sau đó kéo xuống dưới, mọi người bấm retweet. Rồi, ở đây mọi người sẽ bấm tweet lại cho mình nhé. Sau đấy mọi người thả tin. OK, quay trở lại. Mọi người sẽ bấm một con tin. Rồi, và cuối cùng ở dưới này mọi người sẽ có một cái link red, mọi người chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm thêm entry tham gia dự án Eros này nhé. Đây, mọi người sẽ kiếm thêm entry để tham gia dự án Eros này. Với dự án này mọi người sẽ chia phong giải thưởng là 30.000 đô token RPG mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.